chào các bạn nha. Mình đang đứng ngay cái dòng xe thị trấn cái Tàu Hạ nè. Cái khu vực lưu thông ngang đây nó nguy hiểm nha các bạn. Khu vực lưu thông ở đây nó nguy hiểm vô cùng. Đang đứng ngay chỗ dòng xe thị trấn cái Tàu Hạ nè. Cái hướng này là về Vĩnh Long nè. Mong các bạn coi đỡ nha. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên các bạn đi lưu thông ngang đây chú ý giùm. Mình là Dương Quốc Thịnh nha. Mình có làm YouTube đi đó. Mình là các bạn có vô xem mình. Cái hướng này là về Sa Đéc. Mình quay cho các bạn xem. Thấy chưa? Những người công an viên người ta đang hỗ trợ phân luồng nha các bạn. Cái hướng đó là hướng ra Bến Đò á. Nguy hiểm nha các bạn. Đi lưu thông ngang cái dòng xe thì chắc cái Tàu Hạ mình phải chú ý nha các bạn. Cái hướng đó là về Vĩnh Long đó các bạn, Mỹ Thuận rồi đó. Thì người ta những cái cơ quan người ta làm gì nguy hiểm lắm. Hướng này do lưu thông ngang đây mình phải chú ý nha, chú ý cho kỹ, chạy chậm á. Vậy quay giống như là cái giao thông, cái nút giao thông của mình đó. À, chú làm YouTube mà không có gì nên nó nhốt chú rồi chứ đâu có gì đâu. Định chú không đâu có làm bậy được. Đặng mà cho bà con đi ngang đây chú ý á. Nguy hiểm nha các bạn. Cho nên các bạn lưu thông ngang đây mình phải chú ý đi cho nó đúng là đó. Những người điều tiết giao thông người ta cũng làm việc tốt lắm nha các bạn. Đó, người ta phân luồng cho kỹ. Chích vô đỏ, chích vô mày đứng lên chi vậy? Chích vô em đó. Nguy hiểm nha các bạn. Cái này là thị trấn cái Tàu Hạ. Chết người không? Trời ơi mày nói vậy bạn, mày tao đâu biết. Thị trấn cái Tàu Hạ nha các bạn. Nên các bạn lưu thông ngang đây các bạn chú ý giùm. Rồi, chú qua vậy được rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ dạ. Bà con ở đây được rồi, cảm ơn chú nhiều ha. Mấy em bên giao thông nó phân luồng cũng kỹ nè, nó lại cảm tốt. Chú dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ.